Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị phiên thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, các huyện, thành phố. Trong tháng, với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt có trọng tâm trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì, sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng mới, thiếu linh kiện lắp ráp, thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, giá trị sản xuất tháng 2 duy trì mức tăng nhẹ, đạt hơn 7.770 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 220 triệu đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện tháng 2 đạt hơn 2.410 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt trên 4.720 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 2.420 tỷ đồng, đạt 10,8% dự toán. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án có tính chất chiến lược như tuyến đường Đông Tây giai đoạn 1, tuyến đường T21, DT482. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra sôi động và đạt được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là các ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống với doanh thu tăng cao đạt trên 635 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt hơn 1.255 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chung trên địa bàn tỉnh trong tháng tăng 0,29% so với tháng trước và tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Ngành giáo dục đã tổ chức tốt các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, đảm bảo khách quan, công bằng, an toàn, nghiêm túc. Nổi bật là tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Kết quả có 449 trên 702 thí sinh đạt giải. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, dân tộc, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng được tăng cường. Tham luận tại hội nghị, bên cạnh làm rõ một số kết quả nổi bật của ngành, địa phương trong tháng, các đại biểu đã đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới liên quan đến công tác thống kê, thu chi ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, làm rõ tiến độ, giải pháp đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quy hoạch tỉnh. Một số vấn đề trong công tác chăm sóc bảo vệ lúa và cây màu vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, hoàn tất hồ sơ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và tỉnh nông thôn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm công tác quản lý xây dựng tại vùng lõi di sản, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, triển khai các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cổ Việt và lễ hội Hoa Lư. Lộ trình triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kết luận 48 của Bộ Chính trị, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng trụ sở làm việc cho công an xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đã trao đổi làm rõ các ý kiến đề xuất của đại biểu. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu hút đầu tư, ra soát, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản. Mặt khác, đẩy mạnh quản lý các dịch vụ du lịch, tránh thất thu thuế, đi đôi với tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng bày bán hàng dọc tuyến đường du lịch. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cổ Việt và lễ hội Hoa Lư, triển khai các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho khám chữa bệnh, tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2023.